Hello tất cả mọi người nha, mình là Busegu đây. Và từ đầu game tới tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự đang rất là thấp luôn á. Khi mà chỉ còn đúng 70 máu thôi nha, ở round 3 chấm như này với một cái chuỗi thua 5 trận rồi nha mọi người. Nhưng mà làm sao mình cũng đang có được một cái lượng tiền á, đang rất là cao luôn rồi. Khi mà level 6 gần 70 tiền nha. Úi ôi, cái xe nè mọi người ơi. Wow, what the hell, và đó là cái xe tướng 4 tiền 2 sao luôn á, level 6 luôn mà. Có Silas nè, ngon nha, ngon nha. Nautilus, Nautilus tiếp bên em ơi. Úi xồi, quá ngon luôn rồi chứ. Có một Kana nè, Silas, Nautilus hai con nha mọi người, cũng như là Kai'Sa 2 sao luôn nha. Với một cái tỷ lệ rôn tướng 4 tiền ở level 6 chỉ có là 5% thôi nha mọi người. Wow, wow, thề với anh em luôn á, chưa có cái trận đấu này mà nó hơi như vậy luôn á mọi người ơi. Cái gì đấy, xoay bài tự động với một cái phơm bài gần như là full tướng 4 tiền, và trong đó có luôn hẳn một tướng 4 tiền 2 sao luôn đó nha. Đó là Kai'Sa 2 sao nha mọi người. Và đó sẽ là pum 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 pum. Ủa ơi, Lissandra 2 sao nè. Có Wukong, Seth 2 con, Irelia luôn nha mọi người. Hơi xui một tí á, tại vì mình đang không có một cái vị tướng 5 tiền rất là quan trọng luôn để mà có thể vẽ được tướng 5 tiền 3 sao nha. Đó chính là con Hawaii nha mọi người ơi. Nhưng mà làm sao tầm này có sẵn luôn được một cái phơm bài full tướng 5 tiền, và trong đó có được một cái vị tướng 5 tiền 2 sao á, thì bây giờ rất là khó thua luôn rồi. Mặc dù từ đầu game tới tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự đang rất là thấp luôn á, 61 máu với một cái chuỗi thua 6 trận anh em nha. Và gặp luôn công này một cái phơm bài đấu sĩ thần thọ đi chung với bà cốc Mokari level 6 hơn 50 tiền anh em nha. Lắp đồ luôn cho em nói nha mọi người ơi. Có Lissandra cầm Sojin cũng như là cầm một cái Nanazo như thế này thì cũng khó thu lắm anh em ơi. Ui, mình nhìn không nhầm cái rao hồi nãy á, nó hắt cho mình tới tận là 3 tiền luôn á mọi người ơi. 3 tiền mỗi rao là một cái lượng tiền cực kỳ lớn luôn á nha. Tại vì sao mọi người phải tích được tới tận á là hơn chủ thắng 6 trận thì nên mới có được một cái lượng tiền lãi thêm 3 vàng mỗi rao. Nhưng mà tầm này chưa có Hawaii anh em ơi. Thế nó mới đầu chưa? Nếu mà có Hawaii thì lại là quá ngon rồi đúng không? Tại vì như mình đã nói ở những cái video trước á, cái vị tướng 5 tiền mà ngon nhất khi mọi người xoay bài được ở ra 3 chấm, nó sẽ có hai con. Một á là con Hawaii, nó vẽ tướng 5 tiền 2 sao hoặc là 5 tiền 3 sao cực kỳ dễ. Thứ hai á là con Lissandra này của mình đang chơi nha mọi người. Đấy, nó sẽ hắt được tiền nè, hắt được cái trang bị luôn á nha. Mình mới nhìn qua con kia, đây gặp luôn anh em ơi, thì ổng cũng đang có luôn được một cái phơm bài, có xoay bài tự động nha. Wow, Cinderella mana, nhốt lại, nổ. Có tiền anh em ơi, nhưng mà tầm này thì mình lại đang cần đồ hơn á, nhưng mà tướng của ổng lại không có cầm đồ nữa chứ. Ok, tăng lên tí đi. Ơ, mình nhìn không nhầm là mới rớt tiền tiếp anh em ơi. Quá đã luôn á chứ. Và nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu, thử thách hoặc lễ tưởng nào muốn mình làm thêm á, anh em mới đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Cảm ơn em nhiều ha. Nói chung á, đây cũng là những cái phiên bản cuối mùa rồi anh em ơi. Tại vì theo thông tin mình cập nhật được á, thì tầm ngày 17 tháng 7 nha, thì trên server BB sẽ chính thức có mặt mùa 12. Thì chỉ còn tầm 2 tuần nữa thôi nha mọi người, thì cái mùa 11 này nó sẽ biến mất rồi và thay thế là bằng cái mùa 12 luôn. Nên mình cũng đang muốn săn cái ý tưởng thật sự là siêu phẩm nhất để cho mọi người xem, cũng như là để lưu lại những cái kỷ niệm ở những cái mùa cũ đã qua ha. Tại vì mùa cũ đã qua rồi thì rất là hiếm hoặc là sẽ không bao giờ luôn Riot cho mình chơi lại cả. Trừ bên server Trung Quốc anh em ơi. Server Trung Quốc mình thấy nó mở mùa cũ liên tục luôn á chứ. Còn server quốc tế thì khá là hiếm anh em nha. Hồi bữa mình nhớ không nhầm thì Riot cũng mở lại cái chế độ mùa 3 hay là mùa 3.5 gì đó mọi người, để cho anh em test thử mấy cái vị tướng hoặc cái mùa đó. Ước gì Riot mở lại mùa 4 hoặc là mùa 6 thì thôi bú đẩm luôn. Tại vì hai cái mùa đó thật sự là nó là siêu phẩm luôn á anh em ơi. Ngọ binh với lại là thần tài ở cái mùa đó nó chơi nó đúng đã luôn á chứ. Mà thôi không sao, đây có thêm con tướng 2 tiền khác lúc bỏ vào kích luôn cả Pháp Sư và Sứ Thanh Hoa. Silas bỏ vào kích được cái hệ hắc ám nha mọi người. Nhốt lại. Không có đồ rồi, không có tiền luôn anh em ơi. Nhốt lại.
mình đang còn một cái chuỗi thắng thật sự là dài luôn á nha. Tại vì nếu mà không có chuỗi thắng thì mình sẽ rất là nghèo để mà có thể lên được level 9, level 10. Không có tiền, không có đồ luôn anh em ơi. Tiếp tục nhốt nè. Không có đồ luôn à? Xui với trời. Và đó là một cái chuỗi thắng 3 trận rồi nha mọi người. À, nãy giờ mình quên chứ. Cái lõi đầu tiên của mình đang có đó chính là một cái lõi thông thoáng mọi người ơi. Chết mỡ rồi. Nhận một cái 500 ma thuật hoặc là nhận 5 vàng à. Hiện tại trang bị của mình đang có nó không có nhiều cho lắm anh em ơi. Với lại là mình cũng đang lắp đồ chuẩn á, và cũng đang còn dư tới tận là hai cái tách đồ rồi. Nên không có cần phải là cái 500 ma thuật làm gì cả anh em ơi. Mình lấy 5 vàng nha, để lên cái mốc 50 vàng càng sớm sẽ là càng tốt. Tại vì cái mốc 50 vàng á, nó sẽ giúp cho mọi người có được một cái lượng kinh tế rất là ổn định qua mỗi round nha. Ôi xin lỗi mọi người nhiều nha. Ui lúc đầu game lấy cái lưỡi vàng thông thoáng quên mất chứ. Lưỡi vàng này á, nó sẽ giúp cho anh em là cộng được thêm 3 kinh nghiệm mỗi round. Nếu như mà qua round á, mọi người không có bất kỳ một cái vị tướng nào ở dưới cái hàng chờ cả. Nhưng mà hiện tại là mình cũng đang bỏ set ở dưới nha. Mình đang phải bỏ lúc vào, bỏ Silas vào anh em ơi, để làm chi kích thệ nè. Với lại lúc đầu mình quên chứ. Nhưng mà anh em đừng lo nha, tại vì đầu game á là mình cũng hay chơi kiểu mà eco trắng á. Mình bán hết tướng luôn anh em ơi, để làm chi mình tích cái lượng tiền lãi sớm nhất có thể, cũng như á nó giúp cho mình được cộng thêm 3 kinh nghiệm mỗi round. Đó là lý do tại vì sao hồi nãy mình lên được tầm level 6 mà còn hơn 70 tiền nha. Trận này là siêu giàu luôn anh em ơi. Mình rất là thích chơi cái loại thông thoáng này á, tại vì nó sẽ giúp cho mình có được một khởi đầu game. Nói chung á không phải là quá thuận lợi, nhưng mà mình sẽ rất là giàu và cực kỳ mạnh luôn ở tầm giữa hoặc là gần cuối game. Nhưng mà thôi anh em ơi, cái trận này thì mình coi như là chấp luôn một lưỡi vàng đi. Tại vì đầu game á mình tận dụng được nó quá tốt rồi. Nhờ nó mà mình có được level 6, 70 tiền và roll được khẳng luôn một cái vị tướng 4 tiền 2 sao Kai'Sa. Thì cái nhiệm vụ của nó là kết thúc rồi đó. Tại vì bây giờ mình mà bỏ cái con set này đi anh em ơi thì rất là phí nha. Cực kỳ phí luôn á, nên thôi chấp luôn lưỡi vàng anh em ơi. Dân chơi sợ gì mưa rơi đâu mà anh em. Ngại ngùng gì. Để bỏ đi. Rồi siêu giàu anh em nha. Có gậy nè, có dấp lưới nè. Cái này nếu như mà ngon nhất á, thì có thể lắp cuộc cuồng đao, rồi nỏ xét hoặc là thú tượng, hoặc là một cái bùa đỏ cho con Irene này từ nha. Nói chung có rất là nhiều những cái trang bị lớn mà mình đang xài được luôn anh em. Nỏ xét được, cuồng đao được, cũng như là một cái bùa đỏ được. Nhưng mà thôi lắp luôn cái cuồng đao đi. Tại vì Listener Ryan này nó đang là một cái vị tướng carry chính. Nó đang gọi là thể hiện khá là tốt anh em. Tại vì nãy giờ nó cũng hắt được nhiều tiền á. Không đùa đâu nha. Đây cái tiền là ngon rồi nè. Cái tiền là ngon anh em ơi. Mọi người đừng quên nha. Cái con Listener Ryan này nó, khi nó hắt tiền á, nó sẽ hắt dựa theo vị tướng của nó đang hắt. Giả bộ tướng 4 tiền khi mà rớt tiền á sẽ là 4 tiền anh em ơi. Còn tướng 1 tiền là tướng là nó sẽ rớt 1 tiền nha. Ở đầu game thì kiếm mang tướng 4 và tướng 5 tiền để cho mình hắt được nhiều tiền thì cũng khá là khó. Siêu khó luôn, thường là tướng 1 cũng 3 tiền thôi. Đổi thứ 3 nào. Đổi vàng anh em nha. Mình roll thử đi. Mấy cái này thì nói chung là cũng khá là cùi. Mình đang cần ở lỗi nào mà nó cho mình thêm tiền á mọi người ơi. Để mình lên được level sớm một tí. Ô, tứ phương tiếp vị ngay rồi. Quá ngon, quá ngon. Chắc chắn là bú rồi. Nhận được thêm 12 tiền và cái quan trọng nhất là cái vị tướng 4 tiền đầu tiên mà mình mua sẽ là tướng 4 tiền 2 sao luôn anh em ơi. Vừa có Nautilus, vừa có Silas. Chắc là mình sẽ lấy cái con nào ta. Khó chọn đấy nhờ. Lấy Nautilus đi anh em ơi. Mình nghĩ là không có cần Silas đâu. Con Nautilus này thì mình sẽ dễ dàng kết hợp mấy cái phơm bài mà đi chung với được cái con Listener Ryan nó dễ hơn. Rồi, ông này level 6 nha. Gần như là cái phơm bài full 2. Mình đang cần gặp cái đội hình nào mà có nhiều tướng nó mắc tiền chút anh em, để mình có thể hack được nhiều tiền á. Ô, rất đô, rất đô. Bú, hi hi. Bú vội, bú vội. Rất đồ đi nào, rất đồ đi nào. Rất tiền đi nào, không có à. Để cùng thử xem cái kỳ ngộ nào. Cái kỳ ngộ bây giờ mà ngon nhất á là kỳ ngộ Khai Dích anh em ơi.
Kỳ ngộ nó giúp cho mình nâng cấp mà tốn có 3 tiền à. Đúng đẻ luôn. Kỳ ngộ gì đây? Dự đoán kết quả. Ô, cái này cũng ngon đây nha. Cái này cũng ngon anh em ơi. Nó cho mọi người một cái lượng tiền cực kỳ lớn luôn á. Và chắc chắn rồi với cái form bài hiện tại của mình đang có như thế này, mà còn không thắng được nữa thì thôi chứ. Mình sẽ dự đoán là mình thắng anh em ơi. Và nếu mà mình thắng được á, mình sẽ được cộng thêm 10 tiền. 10 tiền đó mọi người. Quá đã, quá đã. Rồi, chủ thắng 6 trận. Đang có một cái lượng kinh tế cực kỳ ổn luôn. Mình nghĩ là con Dana này á, nó sẽ ngon hơn anh em ơi. Tại vì sao? Nó sẽ kích được cái hệ hiền giả. Tướng á, mà đứng hàng 1, hàng 2 được cộng thêm một cái lượng hút máu toàn phần rất là lớn. Tướng hàng 3, hàng 4 á, được cộng thêm phép nha. Lắp đồ luôn cho em nó nào. Cố lên. Còn chơi gách là nhìn có hơi trâu đó. Nhìn có hơi trâu anh em ơi. Một lần kỹ năng này chắc chắn là không thể nào mà ăn được nó rồi. Rất một tiền nè. Về túi liền, về túi liền anh em ơi. Rất đồ không? Ui, rất đồ luôn anh em ơi. Nó là quá đã. Ui xồi, bú vội luôn anh em ơi. Cái con Lissandra này á, khi mà nó ăn mạng được bằng kỹ năng nha mọi người, thì nó sẽ có 40% tỷ lệ rớt ra được một cái phần quà. Đấy, siêu ngon. Có thể là trang bị nè, hoặc là tiền, dựa theo tướng số tiền nào nha anh em. Ôi có hơi quay vậy. Không biết tới lượt mình không ta. Mà tầm này làm được con hơi quay này đó là cũng ngon á anh em. Ôi mất luôn rồi. Mất luôn con hơi quay anh em ơi. Nói chung là Sayera Khan thì cũng khá là bình thường thôi. Nên thôi mình làm mấy con Silas này về nha. Quan trọng là nó cho mình luôn được một cái gậy mọi người. Nói chung là tướng 5 tiền tầm này mình thấy ngon nhất. Một là con hơi quay. Hai là con Lissandra. Mình có thể nuôi được cái con tướng nó bay xa một cách dễ nhất. Mười tiền anh em ơi, nó giàu. Hiện tại là mình đang muốn tiếp tục tích tiền và lên thẳng luôn cho mình là level 10 nha. Mình lên được level 10 xong rồi cái roll được tướng 5 tiền bay sao hay không đó, nó sẽ phụ thuộc cực kỳ nhiều luôn vào những cái ông top đầu, top 1, top 2, top 3, top 4 anh em ơi. Tại vì phải phụ thuộc vào cái lượng máu của mấy ổng đang có thì mới nuôi được tướng 5 tiền bay sao cơ. Nếu như mấy ổng có một cái lượng máu nó quá ít thì không thể nào mà câu giờ xong mình lên được level thiệt luôn. Lắp đồ luôn anh em nha. Nói chung là không được để mất chủ thắng. Bây giờ mà mất cái chủ thắng này á là tích lại cực kỳ lâu, và cũng như là mình sẽ lỗ tiền kinh khủng luôn á. Nhìn cái quả tàu rep này thì cái con Lissandra xài bao nhiêu lần kỹ năng mới ăn được nó đây trời. Cố lên. Trời nó trâu quá mọi người à. Ê cái đồ nè. Ngon lành cành đào, ngon lành cành đào. Ui, hai mảnh trang bị luôn mọi người ơi. Trời ơi, Snowball là quá đã, quá ác anh em ơi. Được cái giáp lưới, được thêm một cái kiếm bếp. Ui, lỏ vậy. Áo trộm bóng tối à. Nói chung lắp cho Wukong hoặc là Seth thì vẫn được. Ông top 1 còn nó tặng lại 92 máu luôn anh em ơi. Câu giờ là tốt luôn đó chứ. Rồi sắp lên level 9 rồi nha. Nửa cây level 8 rồi anh em ơi. Và nếu như mọi người có bất kỳ một cái góp ý gì về cách mình chơi game hoặc là làm video á, anh em mới đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Lắp luôn anh em ơi. Nói chung là bây giờ có đồ gì mình lắp hết. Anh em thấy không? Một trận được thêm một cái trang bị lớn thì ngại gì mà không lắp, ngại gì mà không lắp, lắp đồ anh em. Cứ lắp là trận sau sẽ có lại. Cứ lắp thôi anh em ơi. Đồ bây giờ là thoải mái luôn á chưa. Nốt cái trận này là tới rau đánh quái 4 chấm anh em ơi. Đồ nữa, đồ nữa. Cố lên, cố lên. Rớt đồ không? Rớt đồ tiếp nè. Mọi người thấy không? Rớt đồ tiếp nè anh em ơi. Vả cái trưởng luôn mà. Holy shit. Hai mảnh đồ mọi người ơi. Rớt tiền nữa. Ui, 3 tiền vào túi nữa anh em ơi. Đó là lý do tại sao mình nói với anh em ơi là con Lissandra này hoặc là con Hawaii mà nó ra sớm á là cực kỳ ngon luôn nha. Tiền, trang bị, xong rồi tướng nữa đều có được á. Thêm một cái găng. Ngon lành. Nếu như mọi người chưa biết á thì sang cái phiên bản sau thì Riot sẽ cho anh em roll cái con
Kai Salon nữ cũng như là đổi được cái sàn thần giáp, cũng như là được con bé tím, một cái này khổng thức hoàng hậu nha, siêu đẹp luôn á mọi người ơi. Còn ở trong cái phiên bản này á, thì Riot vẫn cho mọi người roll cái con Chitina pháo thủ. Xong rồi trong cái lúc roll đó mọi người sẽ có được một cái cơ hội nhỏ để mà có thể có được cái con Yasuo hiệu nha, một cái con bé tím mà cực kỳ mắc luôn. Vãi đáng cả má đi mơi. Cái cục tím tím, cái cục hòn kim kia mình tưởng là cái gì? Hai cái trang bị thần thoại con, holy shit. Nếu mà nó cho mình một cái Neko cỡ lớn thì ngon hơn rồi. Cái này chắc là mình sẽ lấy bùa thăng hoa. Chắc là lấy luôn anh em ơi. Cái này thì hơi cùi nhờ. Lấy cái móng vuốt đi anh em ơi. Rồi, lên thẳng level 9 luôn nha. Wow. Tốc độ lên level cũng đang cực kỳ cao. Ông này một cái phơm bài đấu sĩ hắc ám. Hawaii 2 sao luôn rồi kìa. Wow. Ông này level 8 nhưng mà có Hawaii 2 sao anh em ơi, ảo vậy. Thắng nổ ông ta, cố lên, cố lên, cố lên. Listener ra đang rất là tích cực anh em ơi, xài kỹ năng như hắc luôn mà nó xài liên tục. Ui, tiền về. Tiền về, nãy xứ. Tiền về nữa không? Ui, tiền về. Giàu điên anh em ơi. Quả đã. Ui, có tiền tiếp nữa. Một round nó hắc cho mình gần 10 tiền anh em ơi. Thế này thì thứ gì mà chịu nổi. Wow. Tiếp tục là Lissandra cũng như là cái round này á, ở level 9 với một cái tỷ lệ rank tướng 5 tiền là 10%. Thì nó cũng cho tôi được một con Hawaii rồi anh em ơi. Không phải là quá trễ nha, tầm này là vẫn ok đấy. Lissandra của mình có 5 con rồi nha, tại vì cổng hiện tại của mình đang chơi á là cổng cho mình thêm một cái vị tướng bậc cao ngẫu nhiên sau mỗi 2 round nha mọi người. Lúc đầu game nó sẽ cho mọi người là tướng 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền thôi. Còn lúc mà về cuối game á, nó sẽ bắt đầu cho anh em thêm những cái vị tướng 4 tiền hoặc là tướng 5 tiền ha. Rồi, gặp luôn công này Torres 3 sao, đang roll bạch 3 cũng như là Tamken 3 với một cái phơm bài thần thoại khổng lồ các kiểu. Listenera, cố lên bạn ơi, Hawaii. Hồi máu đi. Có đồ không? Có tiền không? Cố lên. Có tiền không? Không có hả? Ui xồi, trận này thì hơi xui anh em ơi. Trận trước rớt tiền liên tục. Đúng đã luôn á. Kỳ ngộ. Nautilus cho bạn vàng mỗi khi hạ gục kẻ địch hoặc là các đồng minh hy sinh. Ui. Cái này ngon nữa anh em. Ây. Tính ra là kỳ ngộ từ đầu game mới tận bây giờ luôn á nha. Là nó toàn cho mình tiền không anh em. Lúc đầu game á là kỳ ngộ Kai'Sa. Một á là được một cái 500 hoàng kim. Hai á là được cộng thêm 5 tiền. Xong rồi kỳ ngộ thứ hai là Timo anh em ơi. Nó cho mình thêm 10 tiền nữa. Cái kỳ ngộ thứ ba này là Nautilus. Mình ăn một mạng á là sẽ có 50% tỷ lệ rớt được một vàng nha. 50% anh em nên nhớ là cực kỳ cao á. Vãi chuẩn. Quá đã rồi anh em ơi. Cái này chắc là lên được level 10 trước round 6 chấm là cái chắc rồi đó. Tại vì đây chỉ mới là round 5.3 thôi mà mình đang còn hơn 50 tiền và cũng hơn nửa kép level 9 rồi. Và còn thêm cái kỳ ngộ Nautilus này nữa chứ. Ông này những cái đồ hình châu dưới trời. Đừng nha. Tôi nghĩ là mất cái chuỗi thắng lắm anh em ơi. Tiếp tục là một cái mảnh trang bị nè. Ô, bị lát màn hình rồi. Ok. Ôi, một mảnh nữa anh em ơi. Thắng được không vậy? Rồi thua rồi, thua rồi. Trời ơi, thua hai con này còn đúng một chấm máu luôn anh em ơi, cay thế. Thắng được thêm tầm vài rồi nữa là ngon rồi. Ủa hôm nay có con Tamken 3 đồ ánh sáng rồi, Neko 3 một cái dấp gai. Xong mà con bạc kia cầm cái cuồng đao nữa mọi người. Hơi xui một tí là tại vì cái con Lissandra của mình hồi nãy nó còn đúng một tí mới nay nó thôi là nó xài được thêm một lần kỹ năng nữa rồi. Thì nếu như mà nó xài được thì chắc chắn là mình thắng anh em ơi. Tại vì cái con tam kia nó còn đúng một chấm máu à. Con bạch 2 sao tầm sâu thì rất là giấy. Chỉ cần đánh thường vài phát là cút rồi. Nhưng mà nó hơi xui. Ôi, what the. Ây da. Hồi 2 round trước một con Lissandra, 2 round sau tiếp tục là một con Lissandra nữa mọi người ơi. Và đó là Lissandra 6 con sẵn rồi trước khi mà lên được level 10 luôn mà. Mọi người đừng quên nha, cổng hiện tại của mình đang chơi là cổng phân phối tướng.
cứ mỗi 2 round cơ bắp với người chơi, nó sẽ cho mình thêm một cái vị tướng ngẫu nhiên nha. Wow, và tiếp tục là một con Listen Ra anh em ơi, quá đã rồi. Đúng là chọn cổng này không phải là sai lầm anh em ơi, cái cổng cực kỳ ngon luôn á nha. À, cổng bú vải, quá đã luôn anh em ơi. Có tiền nè, có tiền nè, rất hai tiền luôn anh em. Về túi, về túi, về túi. Có đồ tiếp anh em ơi, có tiền tiếp anh em ơi. Đó là quá đã. Ui, tiền tiếp nè. Trời ơi, đồ tiếp nè. Một chọn hắc được gần 10 tiền. Sau đó được thêm 3 cái mảnh trang bị nữa. Thế này thì mà không thắng nổi nữa thôi, quá chịu rồi. Rồi chắc là chắc chắn là level 10 luôn đó mọi người à. Là từ 73 trên 80 à. Lên một cái nữa là 70 à. Ui, chưa đủ anh em à. Cái này thì nó lại hơi hơi có một chút nha. Lại hơi có một chút anh em ơi. Mình sẽ chơi cái kiểu á mà mình sẽ để dành luôn anh em. Tại vì 73 trên 80 4 là 77. 77 mà cộng thêm 2F nữa là vẫn 79. 79 trên 80 mới nghe nhìn nó cấu đấy giờ. Vẫn thiếu 1F anh em à. Nhưng mà thôi từ từ cũng sao. Ơ à, trận trước gặp bạn ảo cái ông này, trận này là gặp bản thật luôn này mọi người. Rất tiền nè, rất tiền nè. Ui dồi à, nó đã đây mà. Ui tiền nó kìa, trời ơi, đổ kìa, trời ơi. Nó đã đây mời. Nó gọi là phê như con tê tê luôn mà. Ok, 79 trên 80 anh em ơi, cái này là 75 nha. Mình chỉ cần nâng một lần đó thôi. Thì sang rau sau á, nó sẽ tự cho mình luôn là lên được level 10. Và chắc chắn nốt cái rau quá này, xong rồi sang rau sau nữa mình sẽ có một lượng tiền cực kỳ khổng lồ mọi người ơi. Mình nghĩ là tầm ít nhất là phải 90 tiền, cỡ đó luôn á chứ. Ước gì có một cái Neko nha. Có một cái Neko đâu mọi người ơi là đủ rồi đó. Không có Neko rồi. 77 nha mọi người. Đó, vừa đủ luôn anh em ơi, lên luôn nha. Nói chung là lên mình sẽ lỗ một tiền á, nhưng mà thôi không sao. Một tiền thôi mà. Mình lên được level 10 sớm mà mình roll kiếm một cái farm bài, mình snowball luôn. Chân. Ok. Ô, ông này chơi Listenera rồi. Ông này đi chơi Irelia, Wukong rồi Udi nữa. Nhưng mà làm sao anh em ơi, tại vì cái ông mà đang chơi Listen Ray là ông chỉ còn đúng 25 máu thôi. Thì nếu mà mình gặp ổng á, thì mình sẽ cố gắng mình cho ổng đi luôn. Neko 3 sao, hai cái trang bị tăng, Nautilus bốc đồ cực kỳ chuẩn, Tamken 3 sao, Bạch 3 sao, hái cùng đao. Ron nốt với con Listen Ray cuối cùng anh em ơi. Tại vì để rau sau á, là được 3 sao luôn này, nhưng mà Ron nó không ra hơi khó này. Mình nghĩ là mình sẽ để dành nha. Để dành nha mọi người. Ơ, tiếp tục thua cái ông này à. Ui, thắng đẹp, thắng đẹp, thắng đúng một con. Quá đã, set 2 sao à. Ông này, ơ, ông bán rồi sao anh em ơi, ngon. Ông bán con Listen ra rồi, Ronald mọi người ơi, một con cuối nào. Xây dây chắc không cần đâu, mình cũng đang không có muốn nuôi gì lắm. Mình đang muốn nuôi những cái vị tướng nào 5 tiền hiện tại của mình đang chơi á. Sao nó ra nhiều dữ vậy. Đừng có dụ tôi nữa. Đây rồi, và đó chắc chắn sẽ là Listen ra 3 sao rồi nha mọi người ơi. Tuyệt vời luôn đó chứ. Hơ quay của mình á, 5 con, set của mình á cũng chỉ là 5 con đi nha. Yure, Wukong mới có 2 sao thôi nha mọi người. Và nếu như mọi người chưa biết á, thì chỉ còn đúng 2 ngày nữa thôi nha. Để cho mọi người săn được cái con gia sư hiệu đó với một cái mức giá siêu rẻ luôn á nha. Tại vì sao? Ở trong cái phiên bản sau á, thì Riot sẽ xóa luôn cái tỷ lệ ra được cái con gia sư đó ở trong cái phần xứ sở kho báu nha mọi người. Nên đây á, là cái phiên bản cuối cùng rồi. Và cũng như á, chỉ còn đúng 2 ngày nữa thôi nha mọi người ơi. Và chắc chắn rồi, để cảm ơn những cái bạn nào, anh nào ở trong một khoảng thời gian vừa qua á, đã ủng hộ mình. Thì trong 2 ngày tiếp theo đây, mình sẽ giảm giá cực kỳ sâu luôn, cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Cái nick đó có sẵn 500 kỷ vật cơ, để cho mọi người quay được tới tận là 10 lần. Săn bếp tím là cực kỳ đẻ luôn anh em ơi. Săn con Chitina pháo thủ nè. Săn cái nick đó mà có 10 huy chương anh em ơi, đổi sàng tinh võ, sàng thần giáp á là cực kỳ dễ luôn. Cũng như cái quan trọng nhất là săn được cái con gia sư ân hiệu nha mọi người. Và chắc chắn rồi, nick đó có vài ngàn à, có vài ngàn thôi mọi người ơi.
mọi người mua càng nhiều á nó càng rẻ nha. Mọi người mua càng nhiều á tặng được nick càng nhiều anh em ơi, đúng đẻ luôn á chứ. Nếu như mọi người không tin á thì trong khoảng gần một tuần vừa qua thôi thì đã có 3 bạn khách bên mình nha mở được Gia Xuân hiệu rồi nha mọi người. Còn Chitina pháo thủ nè hoặc là 10 huy chương thần thoại á là nhiều không đếm xuể luôn. Và anh em hỏi mình á là sang cái phiên bản sau là mình còn nick 500 kỷ vật này hay không thì cái này là mình không có dám chắc anh em ơi, tại vì đây á là nick số lượng có hạn nha, số lượng có hạn anh em ơi. Và chắc chắn rồi chỉ diễn ra ở trong cái phần sự kiện này thôi á. Nếu như mọi người mà muốn tích sẵn nick nè để sang cái phiên bản sau á tiếp tục săn bét tím, săn sàng tím hoặc là bây giờ săn luôn cái con Jesus á thì anh em quất luôn đi. Và anh em đừng quên nha, link Facebook của mình có để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận. Mọi người nào mà muốn thử một chút để xem thử cái nhân phẩm của mình tới đâu thì anh em mới đừng quên nhấn vào cái link đó nha, để mà có thể nhắn tin cho mình ha. Anh em làm ơn nha, đừng có lên Facebook search tên của mình, tại vì nó sẽ ra rất là nhiều những cái thành phần giả mạo. Cái cách mà an toàn nhất là mọi người kéo xuống cái phần bình luận, phần mô tả, anh em bấm vào cái link Facebook của mình là được. Ui ôi, set 3 sao luôn rồi anh em ơi. Ô, Hawaii luôn này mọi người. Cái con listing ra này thì khi mà lên được móc 3 sao rồi anh em ơi, nó sẽ cho mình khá là nhiều trang bị luôn á. Còn cái lượng tiền thì nó lại hơi ít, hơi ít anh em ơi. Nó là mình nhớ tới cái quả mà cái in tướng 5 tiền hồi mùa 10 anh em ơi. Nói thật luôn với mọi người á, chỉ cần lên được cái con kin 3 sao đó ở tầm round 4 chấm hoặc là round 5 chấm hoặc là xoay bài ra kin từ sớm thì mọi người sẽ rất là dễ dàng có được một cái lượng kinh tế thật sự là khổng lồ luôn đó nha. Tại vì kin 3 sao mình nhớ không nhầm là một cái trận đấu nó thật có thể hắc được tới tận là 40-50 tiền anh em à. Nhưng mà cái con listener ra ở mùa này á thì nó lại không được là như vậy. Ở mùa trước mùa 9 á thì mình có được cái con hơi Heimerdinger, đúng rồi, cái con Heimerdinger tướng 5 tiền có thêm một cái máy bài vàng nữa, nó hắc tiền đúng phê. Mùa 10 á thì có Kein, còn 11 này á thì mình chưa thấy bất kỳ một cái vị tướng nào hắc được tiền một cách thật sự là ghê gớm cả. Cái con listener ra nó hắc được tiền anh em ơi, nhưng mà nó cũng có tỷ lệ có được tiền hay không nữa, thế nó mới cay chứ. Có 40% mà 40% đó nó còn chia ra, một là rất tiền, còn hai là rất trang bị nữa mọi người. Đúng ảo mai Sicula luôn á chứ. Mình ước gì ở mùa 11 nó sẽ có một cái tộc hệ cũng như là một cái lõi đi, cái lõi mà là đỏ đen anh em ơi, chơi cho nó phê. Mình đang được cái con listener ra 3 sao, set 5 tiền 3 sao rồi nha mọi người. Vu công của mình thì đang 7 con rồi, cũng như là con Hawaii nha, để mình roll nốt luôn ha. Mình còn 29 máu, nếu như mà mình chấp thì mình vẫn chấp được thêm một trận nữa. Ui đây rồi, và đó là Hawaii 3 sao luôn anh em ơi. Tuyệt vời mặt trời luôn ấy chứ. Vu công 3 sao luôn anh em ơi. Vu công của mình thì đang có 7 con rồi nha. Nhưng mà không có nơi cô nên roll 3 sao nó cũng hơi khó. Cái này thì phải bán bớt con này đi, mua được hai cái vị tướng 4 tiền. Chấp thêm một round nữa nha mọi người. Mình còn 29 máu, nếu mà chấp ở round 7 chấm như này thua nguyên sàn, tem bàn là cái 8 con. Thua nguyên sàn á mọi người ơi thì nó vẫn không có đi được. 29 máu luôn anh em. Round 7 chấm, ok, sống anh em ơi, thoải mái. Vu công 7 con nha, để round sau roll nốt luôn mọi người ơi. Rồi. Roll thôi. Vu công thêm 2 con nữa anh em ơi. Nói chung là hơi khó đó. Không có rồi anh em ơi. Oh no. Không ra con thứ 8 luôn mà chứ nói gì lên được 3 sao mọi người ơi. Ok. Không lên được thì chịu anh em ơi, thôi bán nha. Cũng lên được cái con listener ra set và Hawaii 3 sao nha mọi người. Một cái trận đấu xây bài tự động cực kỳ mãn nhãn luôn. Và nếu như mọi người muốn mua cái nick mà có sẵn 500 kỷ vật để về thử nhân phẩm của anh em như thế nào thì anh em cứ nhắn tin qua Facebook cho mình nha. Link Facebook của mình có để dưới phần bình luận như là mô tả nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Lắp đồ cho em nó một tí nè. Nói chung đội hình của team bạn cũng mạnh đấy, nhưng mà đối đầu với ít 3 tướng 5 tiền 3 sao như thế này cũng chỉ là mũi đo anh em. Và đó chắc chắn sẽ là một cái trận thắng rồi. Ô, còn sống kìa anh em. Ngon. Trời ơi, còn đúng 2 máu luôn anh em ơi. Tưởng như là end game rồi nhưng mà không ngờ
vẫn được thêm một trận quẩy nữa chưa, nó quá đã luôn. Hên đó là mình bán con Wukong nha, tại vì để con Wukong vào á, một con là trừ một máu rồi, hồi nãy là tầm 3 con, trừ 3 máu là tên bạn đi rồi. Để có 3 con như này là vừa đủ máu anh em ơi, được quẩy thêm một cái trận nữa, quá đã quá đã. Rồi để set ở trên đi, để cho nó gồng nó đấm thôi anh em ơi. Hồi nãy mình nhìn không nhầm cái trận đấu kia, nó đấm được tầm 330.000 đam. Holy shit. Gồng nào, gồng nào. Rồi 4.872 đam anh em ơi, đánh thường phát chết luôn mà. Ui ôi, hơn 400.000 đam luôn mà, mà mãn nhãn luôn anh em ơi. Và ok, xin tất cả mọi người tạm biệt các em, bye bye.